Xin chào anh em đã quay trở lại ThinkView. Thì BenQ luôn là một cái tên mà mình sẽ nhắc đến khi mà được anh em hỏi để tư vấn mua những cái sản phẩm màn hình giá rẻ. Và khi mua những sản phẩm giá rẻ nói chung cũng như là cái sản phẩm màn hình BenQ nói riêng thì chúng ta sẽ phải đánh đổi giữa được và mất. Đơn cử như cái màn hình mình đang có ở ngay đây, chiếc BenQ L2870U thì nó 4K HDR 10 bit màu và giá nó cũng rất là rẻ luôn, chỉ là 8 triệu đồng thôi. 8 triệu anh em nhá. Trong khi đơn cử như cái màn ThinkView đang sử dụng là con Dell U2817Q chỉ có 4K 10 bit màu thôi, không HDR đã hơn 13 củ rồi. Vậy thì tại sao con màn này nó lại rẻ như vậy và nó có ngon không? Cùng xem tiếp video hôm nay. Ngoài những thông số như là 4K này, HDR này, 10 bit màu này thì con màn BenQ mình đang có ở đây nó còn có cái công nghệ đồng bộ FPS với tần số quét của AMD là FreeSync, rồi lại có tốc độ phản hồi chỉ là 1ms nữa. Nghe kiểu rất hợp để chiến game luôn, đúng không? Và tất nhiên khi ôm con màn này về ThinkView phát thì mình mở ra và bật lên chiến game. Vì đằng nào ThinkView cũng đang sử dụng con cạc của AMD là Vega 64, tận dụng luôn được cái tính năng FreeSync đây. Và nếu anh em cũng giống như mình ấy thì có lẽ thích chơi game 4K các thứ thì con màn này là một sự lựa chọn tốt nhất trong tầm giá, chắc là không có sự lựa chọn nào ngon hơn đâu. Đấy. Và khi chơi game 4K thì thường anh em sẽ chơi những tựa game thế giới mở đúng không? Kiểu như Tomb Raider các thứ này. Và khi chơi những tựa game kiểu thế giới mở đấy thì sẽ thường gặp một vấn đề, đó là bị xé khung hình do kiểu nó có quá nhiều khung hình, quá nhiều cảnh vật ấy. Nhưng mà không sao, ở đây anh em không phải lo, bởi vì thứ nhất là chúng ta đã có công nghệ chống xé khung hình AMD FreeSync rồi. Thứ hai là khi chơi game 4K thì FPS nó cũng không quá cao đâu, nên cái hiện tượng xé khung hình nó cũng sẽ không xuất hiện nhiều, nên không phải lo nhá. Và cái yếu tố tiếp theo mình nghĩ anh em cần phải lưu ý ở đây đó chính là HDR. Thì để hiển thị một cái nội dung HDR nó thật trọn vẹn, vùng sáng vùng tối nó hiển thị lên rõ ràng thì độ sáng của con màn hình đấy nó phải cực cao, lên tầm 1000 nit cơ. Nhưng mà con màn BenQ mình đang có đây thì độ sáng nó chỉ là 330 nit thôi, nên kiểu anh em sẽ phải ngồi trong căn phòng cực kỳ tối thì mới thấy hình ảnh nó ngon nghẻ hơn một chút. Đấy. Và đa phần những con màn trên thị trường bây giờ thì nó cũng đều như vậy thôi. Và hoặc là những con màn nào mà có thể hiển thị nội dung HDR nó trọn vẹn nhất thì con màn đấy giá nó cũng phải kiểu cao tít mù chứ không có kiểu tầm giá như này đâu. Và ở đây BenQ đã có một giải pháp cho chúng ta, đó chính là anh em thấy gì không, một cái phím cứng ở đây dùng để bật tắt cái chế độ giả lập HDR. Có nghĩa ở đây là anh em sẽ không cần phải quan tâm cái nội dung có support HDR hay không, mà chỉ cần khi anh em bật cái giả lập đấy lên thì hình ảnh nó cũng sẽ làm được độ tương phản cao lên một chút, rõ nét hơn một chút, ngon nghẻ hơn một chút. Đấy, cũng khá là hay đúng không? Và khi mình áp dụng thử thì chơi những tựa game như kiểu PUBG chẳng hạn thì rau cỏ cây cỏ nó cũng được làm xanh mướt hơn, nhìn thích mắt hơn này. Hay là khi chơi tựa game Battlefield thì bom đạn, khói lửa các thứ cũng làm rực rỡ hơn nữa. Và tiếp theo là một loạt các công nghệ bảo vệ mắt trên con màn BenQ này. Thì đầu tiên là cái công nghệ Flicker Free, thì đây là cái công nghệ chống nhấp nháy màn hình giúp anh em kiểu đỡ mỏi mắt hơn đấy. Rồi cái công nghệ lọc ánh sáng xanh này, nó giống như trên điện thoại ấy, thì khi anh em chơi game trong phòng tối hoặc là như thế nào đấy thì mắt nó sẽ đỡ hại mắt hơn. Rồi. Và một cái tính năng ở đây mình thấy rất là hay và mình rất thích, đó chính là tự động điều chỉnh độ sáng màn hình theo môi trường. Thì trước con màn BenQ này nó sẽ có một cái cảm biến, nó sẽ đo cái độ sáng môi trường, sau đấy nó sẽ tinh chỉnh cái độ sáng trên màn hình làm sao cho nó phù hợp. Kiểu như ở ThinkView ví dụ tầm 2-3 giờ chiều kiểu trời rất nắng thì độ sáng màn hình con này nó sẽ cao. Còn khi mà mình làm chăm chỉ tăng ca đến tầm 6-7 giờ tối thì độ sáng màn hình nó cũng dịu theo môi trường luôn. Rất là hay đúng không? Và tiếp nữa là về chất lượng hiển thị, thì nếu anh em để chơi game bật 4K HDR giả lập lên rồi thêm các công nghệ bảo vệ mắt nữa thì đảm bảo anh em là trải nghiệm gaming 4K trên con màn BenQ này nó cực kỳ ngon luôn. Tuy nhiên nếu như anh em sử dụng nó để làm đồ họa chuyên nghiệp với tinh chỉnh sửa màu sắc hình ảnh các thứ thì có lẽ con màn này sẽ làm anh em có đôi chút thất vọng đấy. Bởi vì ở đây chúng ta sẽ chỉ có tấm nền TN thôi và hình ảnh ở đây thì nó cũng không được trong cho lắm, rồi độ màu đen nó thì cũng không sâu nữa, độ tương phản thì cũng không phải quá cao, chỉ là 680:1 thôi. Và những điều đấy thì nó là cái bản chất của tấm nền TN rồi. Và với mức giá đấy thì mình nghĩ là anh em cũng không nên đòi hỏi quá nhiều đúng không? Nhưng mà ở đây mình nói vậy anh em cũng không nên hiểu nhầm rằng chất lượng hiển thị trên con màn này nó xấu nhá. Chất lượng hiển thị của con màn BenQ này nó vẫn ngon và mình đảm bảo là với người dùng bình thường thì vẫn cảm nhận được cái chất lượng hiển thị ở đây là ổn. Nhưng mà kiểu như bản thân bọn mình ấy, hay Hưng Khúc với anh em editor video chẳng hạn, suốt ngày tiếp xúc với những cái hình ảnh nó ngon rồi bên con màn Dell U2817Q kia, độ tương phản nó rất cao nên nhìn kiểu hình ảnh các thứ nó trong trẻo, ngon nghẻ hơn rất nhiều. Và tất nhiên giá nó thì cũng chát hơn rồi. Và vừa rồi là về chất lượng hiển thị này cũng như những tính năng trên con màn này. Còn nói qua chút thiết kế thì thực sự con màn này nó cũng không có gì là nổi bật cả. Anh em sẽ có cái viền màn hình nó cũng hơi dày này. Chắc chỉ có một cái điểm mình thích ở đây chính là cái chân đế chữ Z đây. Nhìn nó rất gọn gàng và nó rất chắc chắn luôn.
Còn các cổng kết nối trên cái màn này thì cũng đã được chuyển về màn sau. Ở đây chúng ta sẽ có hai cổng HDMI 2.0 và một mini DisplayPort 1.4. Màn hình này nó cũng có hai cái loa 2W nữa nhưng sẽ sử dụng ở mức chống cháy thôi anh em nhé. Và tóm lại thì nếu như anh em đang muốn tìm một con màn hình giá rẻ để có thể có những trải nghiệm gaming 4K nó ngon nghè nhất thì chắc đây là một sự lựa chọn quá tốt trong tầm giá rồi. Còn nếu như anh em trai hết hơn, muốn những màn hình tần số quét cao hơn rồi nhiều thông số bla bla các thứ ngon nghè hơn nữa thì chuẩn bị một số tiền cũng lớn hơn rất nhiều thôi. Và anh em nghĩ sao về con màn BenQ này? Cùng comment thảo luận dưới video nhé. Và đừng quên like này cũng như subscribe kênh theo dõi video tiếp theo review. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.